Em gái, không lẽ trong cuộc đời này còn quá nhiều cô gái thế này sao ta? Trong bạn mối họ rất nhiều cô chưa bao giờ yêu, thậm chí 30 tuổi chưa bao giờ nắm tay luôn. Ôi, thiên thần. Đúng trong rồi. Cuộc đời này rất nhiều chàng trai, rất nhiều soái ca, rất nhiều gọi là anh trai mưa, anh trai bão được kia mà sao không quen ai được à? À, hồi nhỏ thì do mẹ không cho yêu, rồi không quen, rồi sau này lớn lên rồi giống như hồi đó mình chảnh quá, mình từ chối ra nhiều quá cái nghiệp báo vậy đó, xong bây giờ không ai đeo nữa. Làm gì nghiệp báo nữa. Giờ ví dụ như trong công ty cũng không có đối tượng nào luôn hả cưng? Ừ. À dạ, hiện tại em làm trong công ty mình thuộc về tổng đài chăm sóc khách hàng á, nên là cái số lượng anh nam đã hiếm rồi, mà anh nam mà thực chất là nam thì lại càng hiếm hơn. À rồi, hiểu luôn chị em không luôn. Dạ rồi. Thực chất nam càng hiếm hơn. Câu này nghe đau lòng. Nhưng mà em gái, dạ, có bao giờ trong mơ em nắm tay một chàng hoàng tử nào, em hôn một chàng hoàng tử nào chưa? Cái này em cũng không nhớ, tại vì em ngủ sao em mơ rồi cái em hay quên. Vậy là không có. Em có xem phim tình cảm không? Dạ có. Tới cái đoạn người ta hôn nhau, em có cảm giác gì không? À, hồi đó thì hay nhỉ. Trời ơi. Trời ơi, thời thế kỷ 21, 22 rồi, bây giờ kiếm đâu ra cô gái như em nữa. Thiệt, người ta nói giờ ai mà nắm tay em chắc trường sinh bất lão đó cưng. Mai em gặp chị Thư, chị sẽ giảng thuyết cho em 4 phút. Em nói chuyện với cô ấy 4 phút để cô ấy hiểu. Chào chị. Chào cưng. Ờ, được. Đẹp trai không chị? Hả? Đẹp trai không chị? Được, hai đứa chắc cũng hợp đó. Ví dụ mà bây giờ em gái tôi bên này chịu đi, rồi đặng khi nào tiến tới? Từ 6 tháng đến 1 năm. Nhưng mà bây giờ thật sự em đã sẵn sàng chưa? Chứ lại đi nửa đường nó y thôi, bây giờ anh chọn sự nghiệp. Bây giờ là mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi chị. Nhìn mặt là thấy chân thành rồi đó. Hỏi cô gái bên kia coi muốn tìm người yêu thế nào, có hợp với anh này không? Em cái kiểu em muốn tìm người yêu sao? Đầu tiên là người đó là phải yêu chân thành, có trách nhiệm. Vì khi họ yêu chân thành và có trách nhiệm thì họ sẽ làm trong hết cái khả năng của họ để đảm bảo cho người họ yêu hay là cả gia đình của họ có đầy đủ được hạnh phúc. Chân thành và có trách nhiệm. Dạ. Ngoài ra em có chuẩn mực nào, ví dụ đẹp trai, không bia rượu, không hút thuốc, không hôi, không hói? Không có nói hói nha. Sao kỳ ghê anh Linh á. Từ đó nhạy cảm lắm nha. Đẹp trai thì càng tốt rồi. Và em thích cái bạn trai có cái nụ cười, cười tươi như đừng có nói chuyện ba hoa với em. Khi mà nói chuyện mà đầu tiên mà vô mà giới thiệu à anh có mày nọ này kia, cảm giác là tụt mút liền. Không có. Anh bên này Cà Mau. Ủa như à có bán cua không? Dạ có. Trời ơi, bữa nào tặng nhẹ chị 1 ký ăn chơi được không? Dạ 2 ký luôn chị. Em nhớ hổm có vụ anh xin công đất cho anh, xin cho em công đất luôn không? Không, em có gì. Xin 2 ký cua. Cho chị 2 ký, anh Linh nửa ký, hiểu không? Được rồi. Bây giờ thế này, em cảm giác cái giọng nói này ấm không? Dạ ấm. Ấm ha. Em cảm giác là cái nụ cười ảnh tươi không? Cảm giác thì chưa cảm giác được. Cười cười đi, em cười thử đi. Cười lớn coi thử đi. Cười lớn lên. Trời ơi, dùng nụ cười ghê quá. Sao nhỏ thì anh nói cười nè, luôn. Nè, im lặng nha, anh cười thôi, coi nó ấm áp không? Cười đi em. Nụ cười này gọi là nụ cái này là ông Mai cua Cà Mau. Đây. Mở rào. Đó, thời gian này của hai bạn nha. Chúng ta cứ tự nhiên nha. Chào em. Gấu gấu. Gấu tặng quà kìa. Anh tặng em. Cảm ơn. Nãy nói chuyện nãy giờ thì anh cảm nhận em là một người rất là dễ thương thì và thì cũng xinh xắn. Thì anh hy vọng là mình sẽ có cái cơ hội để mình sẽ đi xa hơn xíu nữa. Dạ thì qua những phút vừa qua thì ấn tượng ban đầu của em mà nói là hiểu hết thì chắc là không hiểu hết, nhưng mà ấn tượng ban đầu là khá tốt. Nhưng mà anh cho em hỏi thêm á, là tại vì lúc nãy á là chưa có nghe cái khuyết điểm của em á. Là em hơi bụng về, có nghĩa là may áo đứt nút như kia em vẫn may được, nhưng mà sau khi em đơm cái áo lại thì nhìn như cái nút em đơm với những cái nút khác nó sẽ khác nhau liền. Rồi như nấu ăn thì em thường làm theo cảm hứng. Đôi khi người ta ăn mì gói với trứng với xúc xích này kia mà em thích thì em ăn mì gói, em để tàu hũ này kia thôi. Và nó không theo một cái công thức gì hết. Nó khá vụng về trong việc nhà thì không biết là mình có
có ác cảm gì với cái vấn đề cô gái vụng về những việc nhà không ạ? Cũng không phải gọi là cái khuyết điểm, anh cũng biết một chút về nấu ăn. Thì nói chung là hai bên mình mỗi người một thích một chút xíu về vấn đề thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Em cũng hay có cái bệnh là não cá vàng á, hay quên lắm, giống như là đi làm về thôi có cái chìa khóa với lại cái thẻ xe thôi mà cứ chạy tới chạy lui quên, lỡ sau này quen nhau giả sử như hai đứa hẹn đi chơi đi, em chạy vô anh ơi em quên cái này rồi, xong anh ơi em quên cái kia rồi, chạy ra chạy vô mình thấy là không biết mình có khó chịu không. Nếu mà đã quen nhau rồi thì phải chiều bạn gái thôi, mình phải đi về mình lấy thôi. Có đó là một cái gọi là có trách nhiệm hơn đối với bạn gái của mình. Nếu em nói em là một cô gái cũng hơi nóng tính, khi mà mình đang tranh luận đi thì anh có cái xu hướng là sẽ nhường cho em thắng trước rồi sau này anh nói sao, hay là bây giờ anh sẽ chỉ ra những cái điểm sai của em luôn ngay tại thời điểm đó? Thường là anh sẽ nhường cho bạn gái nói thắng trước, sau khi bạn gái ngu giận hoặc là bạn gái bất nóng tính thì anh sẽ phân tích lại vấn đề đó cho bạn gái hiểu. Tại vì lúc khi mà bạn gái nóng tính thì mình cho dù mình có phân tích ra thì bạn gái nó cũng sẽ không hiểu đâu. Cô gái thì lúc nào cũng bảo vệ quan điểm của mình. Dạ đúng rồi, thì tại vì trước kia cũng quá như vậy, là lúc đó là tâm trạng cũng không rất là không tốt, thì xong có một cái bạn chung nhóm thôi, bạn lại vẫn cứ chọc thì nói là đi ra cắn bây giờ, thì cái bạn đó cứ là nè cắn đi, thế là em phập liền. Thì thì cái đó là sau khoảng hơn gần 10 ngày á, cái dấu vết răng nó vẫn còn và bạn đó đem lại, thì lúc đó mình mới cảm thấy là mình hối hận. Em cũng nói từ đầu là em hơi nóng tính nên có thể là trong cái cuộc tranh luận đó em không nghe, nhưng mà sau khi mà em đã nguôi rồi thì nếu mà giải thích thì em vẫn nghe, sai thì em vẫn nhận. Sau 10 ngày mới nguôi đó nha. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Những lúc nào bạn gái cần hoặc là ấy thì em đều có mặt được, bất kể thời gian. Hai sáng anh ơi em đói bụng quá, chạy qua chở đi ăn một chiên đi đó. Mình nói chút xíu về quan điểm với con cái hai bạn. Em không có quan trọng về con trai hay con gái hay là như thế nào hay là bao nhiêu, miễn sao là một cái mình có một cái gia đình gọi là tương đối là hạnh phúc rồi. Ừ. Thì em cũng vậy, là em thích thì gia đình có khoảng từ 1 đến 2 cháu thì được. Thôi, bây giờ trước khi kết thúc thì em muốn tặng bạn gái một tiết mục nào không? Em thì làm thơ rất dở nhưng mà em là chùm copy. Thì em xin tặng bạn nữ một cái bài thơ mà em copy được. Yeah. Mỗi năm chỉ có một mùa đông, ai mà suốt ngày ôm gấu bông. Làm lại, 2, 3. Mỗi năm chỉ có một mùa đông, ai mà ôm gấu, ai mà làm lại, 2, 3. Mỗi năm chỉ có một mùa đông, ai mà ôm suốt gấu bông cả đời. Hay thôi em cứ nhận lời, mùa đông sắp tới có người cầm tay. Có tiết mục gì không? Đáp giả, hát, hò đồ. Trời ơi. Con đừng cái hát dở lắm nha. Kệ nó, hát chú, đại chú đó. Chú dịnh bạn lại giùm con đi. Rồi. Bạn chạy. Hát đi, bắt đầu. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Kệ, okay, có hát cũng được. Bây giờ trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì em trai nói một câu gì đó, nói bằng cái suy nghĩ của mình nha, không cần màu mè, không cần gọi ngôn tình gì hết, nói bằng suy nghĩ của mình. Sau cuộc nói chuyện và tìm hiểu thì anh cũng cảm nhận được nhiều cái điểm chung giữa hai người, thì anh mong muốn là chúng ta sẽ có cái cơ hội tìm hiểu nhiều hơn và sẽ có được cái bước tiến xa hơn là đi đến hôn nhân. Rồi, hết thời gian. Phải thực sự lắng nghe nha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Đây. Chúc mừng các bạn. Cô gái này chưa một lần nắm tay. Ừ. Chưa một lần hôn. Đúng. Hãy nắm cái tay đầu tiên cho ấn tượng nào. Nắm chặt vô. Rồi. Nắm đi, bắt đầu cảm giác đi, nhắm mắt lại cảm giác sao em gái? Cảm giác làm sao? Tay lạnh quá. Nắm tay đầu tiên con trai đó. Rồi tiếp theo sẽ là hôn. Người ta hôn đầu tiên đó nha, không sao cho ấn tượng nha. Hôn sao coi được nha. Rồi. Để lâu lâu để. Chưa được. Nụ hôn đầu tiên mà. Nghe cái chốc rồi chú. Không có chưa. Nào, làm lại chừng nào tôi nói buông là buông nha, bắt đầu. Để nguyên. Hít vô. Hít vô. Đừng thở luôn, hít luôn.
Thôi. Rồi, hay quá. Hung mà có thôi nữa. Chúc mừng các bạn nha. Thế sao em gái? Em sẽ cảm giác quan trọng nha. Cảm giác của cái người lần đầu tiên 20 mấy năm mới được hung nè. Để hồi hộp, tim đập rung. Khi mà cái mũi anh đụng vô cái má rồi thấy làm sao? Rung mình. Thấy chưa, thấy chưa? Trời ơi, vậy là em còn cảm xúc nha. Anh Linh. Nhớ cảm giác nồng hung này nha. Rồi, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Nắm tay đi, đừng buông ra.